Ok, xin chào tất cả các bạn và các em. Chào mừng các bạn và các em đã quay lại với Tiếng Anh 365, chuyên đề học ngữ pháp tiếng Anh cơ bản về phần câu điều kiện. Và trong cái phần học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về cái phần câu điều kiện loại 3. Hai phần trước, thầy đã hướng dẫn về câu điều kiện loại 1 và loại 2. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn với chúng ta về câu điều kiện loại 3. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học. Đối với câu điều kiện loại 3 thì cũng như hai loại câu điều kiện trước thì chúng ta sẽ nghiên cứu về ba cái vấn đề sau đây. Thứ nhất là cách sử dụng. Thứ hai là cấu trúc của câu. Và thứ ba là một số bài tập vận dụng. Bây giờ ta sẽ đi vào phần một nhỏ của câu điều kiện loại 3. Đó là cái cách sử dụng của câu điều kiện loại 3. Như vậy câu điều kiện loại 3 được sử dụng để làm gì? Sử dụng như thế nào? Thì chúng ta sẽ theo dõi cái phần dưới đây. Dùng để diễn tả những sự việc, những hành động không có thật trong quá khứ. Hoặc là ta gọi là những cái giả định trong quá khứ. Đấy, như vậy là khác với loại 2 thì nó là ở giả định ở hiện tại. Thì loại 3 nó là giả định trong quá khứ. Ta theo dõi cái ví dụ dưới đây. If I had known your address, I would have visited you. Nếu tôi biết địa chỉ của bạn thì tôi sẽ đã đến thăm bạn. Như vậy ta lưu ý cái phần thầy in đậm vào gạch chân. Đây là cái phần thì của các mệnh đề trong câu điều kiện. Cái này là quá khứ hoàn thành và cái này would have cộng với động từ phân từ hai. Tí nữa ở phần công thức của câu thì chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn. Bây giờ chúng ta sang cái phần cấu trúc của câu. Câu điều kiện loại 3 nó có công thức như sau. If cộng với chủ ngữ cộng với has cộng với động từ phân từ hai. Đây là có đuôi ed hoặc là cột thứ ba của bảng động từ bất quy tắc. Hay ta có nói ngắn gọn hơn là nó thì của mệnh đề điều kiện của câu điều kiện loại 3 là quá khứ hoàn thành. Và mệnh đề chính ta dùng would, could hoặc là might cộng với have và cộng với động từ phân từ hai. Ví dụ, if I had been at the party last night, I would have met her. Nếu tôi ở bữa tiệc vào tối hôm qua, thì tôi sẽ đã gặp cô ấy. Như vậy thì thực tế là hôm qua ta có ở bữa tiệc không nhỉ? Không, đúng không? Cho nên ta giả định là nếu như có ở đó thì sẽ đã gặp. Câu số 2, she would have passed her exam if she had learned hard. Cô ấy sẽ đã qua kỳ thi nếu cô ấy học hành chăm chỉ hơn. Như vậy là ở trong cái phần này nó cũng giả định một cái đã không xảy ra trong quá khứ. Và câu thứ hai này thầy đảo mệnh đề chính lên đầu thì mệnh đề điều kiện nó lại nằm ở phía sau. Thay đổi vị trí thì không có gì thay đổi nghĩa của câu. Ta lưu ý cái này trong cả ba câu điều kiện thì thầy đều nhắc đến cái phần lưu ý này. Cho nên là bạn nào không theo dõi hai phần trước thì các bạn cũng có thể nắm được. Câu điều kiện thì bao gồm hai mệnh đề. Mệnh đề có chứa từ if, ta gọi nó là mệnh đề điều kiện. Và mệnh đề còn lại ta gọi là mệnh đề chính. Cái mệnh đề mà có chứa từ if này, mệnh đề đằng trước này, hoặc cái câu này thì mệnh đề đằng sau này, nó có chứa từ if ở đầu này, thì ta gọi là mệnh đề điều kiện. Và cái mệnh đề nó không chứa từ if, thì ta gọi là mệnh đề chính. Về vị trí của hai mệnh đề. Thứ nhất là mệnh đề điều kiện đứng đầu, thì giữa hai mệnh đề có dấu phẩy và mệnh đề chính đứng đầu thì giữa hai mệnh đề không có dấu phẩy và nó nối luôn với mệnh đề điều kiện luôn. Đây là một số cái kiến thức liên quan đến câu điều kiện. Bây giờ thầy sẽ chuyển sang cái phần bài tập vận dụng. Thì trong cái phần bài tập vận dụng thầy sẽ chuyển sang five words để thầy hướng dẫn các bạn dễ hơn. Ở đây chúng ta có 10 câu dạng câu điều kiện loại 3. Thì bây giờ ta sẽ để ý vào câu thứ nhất. Thứ nhất là mệnh đề điều kiện nó ở thì quá khứ hoàn thành. Như vậy ở đây ta sẽ chia quá khứ hoàn thành là has been, ta chia là been. Và bên này ta sẽ dùng là would have a play. Tiếp theo, mệnh đề điều kiện ta chia là
quá khứ hoàn thành ta dùng là has gone. Và mệnh đề bên này ta dùng là would have has. Mệnh đề điều kiện ta dùng quá khứ hoàn thành ta dùng là has learned. Và bên này ta dùng là would have written. Mệnh đề điều kiện chúng ta dùng quá khứ hoàn thành ta dùng là had taken. Và would have arrived. If the teacher explains how I do it, has explained. Would have to. Ta chuyển sang would have done. If they wait for another 10 minutes, they see the poster. Ta dùng là had waited. Would have met. Sorry. See, ta chuyển sang thành seen. Tiếp theo. If the police come earlier, vậy has come và would have arrested. If you buy fresh green vegetable, your salad tastes better. Okay, như vậy ta sẽ chia là if you has boss who's have tactics. Câu tiếp theo, if Alex asked me, I email the document. Had asked. Would have. Tiếp theo, had spoken. Would have understood. Ok. Như vậy là thầy đã hướng dẫn chúng ta 10 câu bài tập vận dụng để chúng ta nắm lại cái cấu trúc ngữ pháp mà chúng ta vừa mới học về câu điều kiện. Trong phần tiếp theo thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta về cái mệnh đề if, mệnh đề which và if only, ta gọi là câu điều ước. Xin cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi bài học ngày hôm nay của tiếng Anh 365.